xin chào các bạn. Thì trong video ngày hôm nay, nhân dịp công ty vừa về một công motor toàn phát với công suất là từ 1 ngựa, 2 ngựa hay là 4 ngựa, đúng không? Trong video này thì mình sẽ giới thiệu các bạn chi tiết đấy nha. Motor toàn phát công suất là 3 kg, tương đương là 4 ngựa. Với tốc độ vòng tua là 2.900 vòng trên phút. Thì kế bên mình đây là motor toàn phát với công suất là 3 kg nha các bạn. Thì máy này sử dụng 100% lõi đồng. Phần vỏ máy thì cấu tạo từ hợp kim nhôm, 2.900 vòng trên phút, tốc độ vòng tua nhanh. Thì bên mình chuyên dùng để lắp máy bơm cỏ, vâng vâng. Ở phía trước của thân máy thì sẽ có một trục quay dùng để lắp cái bu ly. Nút đen này thì dùng để lắp dây điện nha các bạn. Hệ thống tản nhiệt giúp cho máy hoạt động một cách liên tục và bền bỉ. Phần chân đế thì sẽ có khoan lỗ sẵn để chúng ta có thể bắt ốc vít vào. Thì máy này bên mình chính sách bảo hành là 12 tháng và đổi mới hoàn toàn dưới do lỗi của nhà sản xuất. Đi kèm theo máy là sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng. Thì trong quá trình sử dụng thì các bạn lưu ý là nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Trong này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp dây điện hay là những sự cố thường gặp trong quá trình sử dụng máy. Giới thiệu sơ qua về động cơ motor toàn phát với công suất là 3 kg. Thì để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập vào website thegiamay.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ngay dưới video này để được tư vấn một cách cụ thể và chi tiết nhất. Các bạn nhớ bấm like và theo dõi để có thể xem được nhiều và sản phẩm mới của bên mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.